Bạn đã bao giờ tự hỏi về bí mật của làn da mịn màng, sáng bóng của những người mẫu trên các bìa tạp chí không? Một trong những giải pháp được nhiều người quan tâm hiện nay chính là mặt nạ nhau thai cừu. Với lời quảng cáo hứa hẹn về làn da trẻ trung, tươi sáng, không tì vết, sản phẩm này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới làm đẹp. Nhưng liệu mặt nạ này có thực sự hiệu quả như quảng cáo hay không? Và nếu có, làm thế nào để chọn ra loại mặt nạ nhau thai cừu phù hợp nhất? Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp mình sẽ cùng nhau khám phá những ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm này, cùng với các lời khuyên để bạn có thể chọn lựa một cách thông minh nhất mặt nạ nhau thai cừu một sản phẩm nổi tiếng trong ngành công nghiệp làm đẹp đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người với lời quảng cáo hứa hẹn về làn da trẻ trung và mịn màng như da em bé nhưng liệu sản phẩm này có thực sự đáng giá và mang lại hiệu quả như lời quảng cáo hay không thì câu trả lời là mặt nạ nhau thai cừu rất tốt nhé vì sản phẩm tốt thường được chứng minh qua thời gian với sự ưa chuộng liên tục từ phía khách hàng trải qua nhiều năm mặt nạ nhau thai cừu vẫn giữ vững sức hút của mình được khách hàng tin dùng và mua lại rất nhiều cảm giác tự tin mỗi khi áp dụng mặt nạ không chỉ vì làn da trở nên mềm mịn và tươi mới mà còn là sự hài lòng và tin tưởng vào sản phẩm. Bên cạnh đó, những đánh giá tích cực từ cộng đồng mua sắm trực tuyến trên các nền tảng như Shopee và Lazada cũng là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của mặt nạ nhau thai cừu. Vậy nên, nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc da đáng tin cậy và hiệu quả, mặt nạ nhau thai cừu chính là sự lựa chọn đáng giá. Hãy tận hưởng cảm giác sảng khoái và tự tin với làn da mịn màng và rạng rỡ, và nhớ luôn mua hàng từ những nguồn cung cấp đáng tin cậy để đảm bảo chất lượng và an toàn cho da của bạn. Với sự lựa chọn đa dạng trên thị trường, Việc chăm sóc da ngày càng trở nên phong phú và thú vị hơn bao giờ hết. Bắt đầu từ sản phẩm mặt nạ nhau thai cừu The Why của Nhật, một cái tên đã trở thành biểu tượng cho chất lượng và hiệu quả trong làn đẹp da. Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường, xuất hiện hàng nhái từ Trung Quốc và Việt Nam khiến cho việc mua hàng chính hãng trở nên khó khăn hơn. Điều quan trọng là bạn phải biết cách phân biệt để mua sản phẩm chính hãng từ những nguồn cung cấp đáng tin cậy, tránh được rủi ro mua phải hàng giả mạo. Bên dưới mô tả video này, shop mình cũng có để đường link phân biệt mặt nạ nhau thai cừu thật giả, cho bạn biết cách phân biệt nhé. Với sự ưu chuộng mạnh mẽ từ sản phẩm Nhật Bản, thị trường càng trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của các sản phẩm tương tự từ Hàn Quốc. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn thử nghiệm và tìm ra sản phẩm phù hợp nhất với loại da của mình. Hãy tận dụng sự đa dạng này để chăm sóc làn da của bạn một cách hoàn hảo nhất, mang lại cho bạn một làn da rạng rỡ và tự tin hơn bao giờ hết. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.